Theo thông tin từ trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận, trận đấu trên sân nhà đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tới, và đối thủ là đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng F Iraq. Đây là thông tin không gây bất ngờ, bởi sự hạn chế về cơ sở vật chất dành cho thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, khiến cho VFF không có nhiều sự lựa chọn vào thời điểm này. Như vậy, sau khoảng thời gian đưa các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam về Hải Phòng và Nam Định, đội tuyển đã trở lại thánh địa Mỹ Đình quen thuộc kể từ trận đấu gần nhất là chung kết lượt đi AFF Cup 2022.